Rồi, xin chào các bạn. Thế hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn một cái game. Nói chung là giả lập, mình có thể lái xe, mình chơi đồi núi hoặc là vượt địa hình. Thì cái tên ở đây, chúng ta có thể chơi game, chúng ta đào về và chúng ta có thể tràn game nhá. Chúng ta new game nhá. Để sạch. Mình làm cái này đi. Đây có nhiều địa hình này. Mình tạo số 1 rồi nhá. Ok. Thì cái game này thì nó khá là hay. Thì các bạn nào muốn trải nghiệm lái xe hoặc là chúng ta có thể chơi game với thực hiện nhiệm vụ lái xe. Đây ví dụ nè, đây chúng ta được cấp một cái xe như thế này, đây là một xe bán tải. Thì nó có những cái phút cái nút bấm, chúng ta có thể nhấn M để chúng ta tìm cái mark này. Đó. Chúng ta đang địa điểm này. Đó, chúng ta có nhiều cái mark. Ok. Ở đây thì ví dụ như là phím E, chúng ta có thể chạy một cầu, hai cầu đối với một những cái xe này. Ví dụ này, đó, đây là mình sẽ chạy một cầu cho các bạn xem này. Đề máy hoặc là ấy thì chúng ta nhấn phím F, phím W hoặc là phím S nên tới này thấy không? Chúng ta thấy tới nó chạy một cầu không? Đây mình sẽ chạy hai cầu là bấm phím E nữa, hai cầu này. Đó, các bạn thấy cái cầu trước nó chạy không? Ấn tiếp. Đó, hai cái nó đều chạy này không? Là ấn phím tab. Đó, đây là chúng ta đang lái xe này, chúng ta sẽ đi lái xe này. Thực hiện nó khá là đơn giản. Đó. Thì nó sẽ có những phím E và nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta chuột là để di chuyển cái màn hình. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đó, chúng ta lái này. W, SD chúng ta có thể chỉnh các bàn phím và nhấn vô màn hình để cho đi di chuột thì nó sẽ ra những cái đổi những cái góc mà chúng ta có thể nhìn. Rồi. Đây là mình đang chạy cầu trước này các bạn thấy không? Thì ta nhấn phím E. Đó các bạn thấy không, là nó sẽ chạy hai cầu, cầu trước cầu sau này thấy không, thì nó sẽ mạnh hơn khi mà chúng ta xuống cái những cái đầm lầy ấy thì nó sẽ bươn mạnh hơn. Rồi, từ từ các bạn chơi sẽ có cảm nghiệm hơn nhiều. Đây mình sẽ đi lên cái gọi là cái tháp. Bạn nào mà đang tập lái xe hơi thì chúng ta có thể đem đao game này về để chúng ta trải nghiệm nha, để cho chúng ta gọi là thích nghi, có cảm giác xe hơn. Đây. Ở trên này nó có những cái đồi núi ấy, hoặc là những cái địa hình ấy, chúng ta có thể chạy trải nghiệm rồi từ từ chúng ta có thể vượt qua. Như đây ví dụ là đó. À, ví dụ như mình sẽ xuống cái đầm nước này cho các bạn xem là nha. Ở đây thì có kèn này, ấn phím G. Đèn thì ấn phím L. Ví dụ như mình xuống là nha. Vượt. À. Các bạn nào mà thích chơi xe địa hình thì chúng ta có thể thử cái môn này rất là thú vị nha. Ví dụ như là phím chúng ta xuống mà chúng ta không lên được thì chúng ta có thể nhấn phím F. À, phím F này các bạn thấy nó rồng rọc nó lên không? Thì chúng ta nhấn giữ phím F thì nó sẽ kéo xe lên.
Sẽ kéo xe chúng ta lên, nó bắt vô cái điểm nào mà gọi là gần nhất để chúng ta có thể kéo xe lên, phím R nó chúng ta bỏ ra. Chúng ta xuống đây quậy nước, quậy bánh trời luôn. Ok, chúng ta đi tiếp nha. Khi mà chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ, chúng ta chở gỗ hoặc là chúng ta chở đồ á, thì chúng ta sẽ có thêm một số xe tải khác. Đây, nơi là chúng ta đến. Ok, ghé vô là chúng ta thấy được cái view nè, đó. Xe chúng ta xem view nha, đẹp không, quá đẹp. Thì cái địa hình này thì cái game này, cái đồ họa của mình thấy cái máy của mình nó cũng trung bình thôi, nhưng mà thấy nó cũng chạy khá ổn. Ví dụ này, chúng ta đang chạy cầu trước này, thấy không, chúng ta nhấn chữ E nha. Đó, nhấn phím E để chúng ta có thể là chạy hai cầu, nó mạnh nha. Này đang là xuống dốc này, đó đang dốc chúng ta hám lại xíu này, không thắng này là phim nùi á. Chúng ta đi tiếp nha, chúng ta xuống quậy bùn cho nó bùn nó sướng nha, thắng lại này. Này không có bùn đâu này. Thì chạy một cầu cho các bạn xem này, đó, chạy cầu sau này, đó. Cầu sau thì nó yếu lắm. Rồi hai cầu, đó, một cái một là lên luôn. Rồi để tiếp. Mình thử xuống cái hố sâu là coi xem sao nha. Ok, ngập nước rồi này. Ở trong trường hợp này thì mình sẽ nhấn phím F để chúng ta sẽ có một cái đồng rọc nè. Đó. Ok, lên luôn. R này bỏ cái dây ra, chúng ta xuống nữa này. Rồi ngút luôn này, chạy ngút luôn này. Rồi chúng ta nhấn phím F để chúng ta dọc nó lên. Trong trường hợp như này, nếu mà chúng ta thấy này, nó đang nhấn phím F mà nó lại móc cho cái cây này, nhưng là sai rồi, chúng ta nhấn phím R để nó bỏ ra. Chúng ta nhấn phím F trên này, đó nó bắt lên cây này mới đúng này, thấy không. Rồi chúng ta nhấn phím giữ phím F để nó lôi lên nha. Ok chưa. Nhấn phím V để chúng ta ví dụ như này, ok này, X này, V này, chúng ta bắt nó lên đây này, đó, chúng ta kéo này này, này,
Rồi bây giờ nó đang kẹt dưới này nữa nè. Đôi khi mình thấy là cái cầu á, nó bị nhảy ra thì mình phải cho hai cầu thì ông ba mới vượt lên nổi cái ví dụ như là cái đỉnh đầm lầy này nha. Đó. Đó, ok rồi. Xuống quậy banh cái đầm lầy nó lên nha. Rồi các bạn xem cái đồ họa nó này khá là đẹp nha. Rồi mình sẽ ra khỏi chỗ này. Nó đang bị sình lầy nè. Rồi bây giờ thì mình ấn phím F để kiếm cái cây này, nó kéo lên. Ok, nhấn phím R để nó bỏ ra, chúng ta đi tiếp. Nó vẫn chưa lên nữa nè. Giờ đang đi lên dốc. Nhấn phím F tiếp. R cho bỏ ra, đang đi đằng này không à. Như cái này nè, mình đang chạy hai cầu này nha. Đó. Mình ấn phím E để cho nó nhảy ra hai cầu hoặc là một cầu nha. Rồi mình xin ra gear ra. Rồi, tiếp tục đi. Vậy các bạn thấy cái mũi tên nó chỉ chúng ta đang đi đâu không? Thì chúng ta sẽ đi theo cái mũi tên nhé. Có nhiều đường đi lắm, chúng ta muốn đi đường nào chúng ta đi. Quan trọng là chúng ta đến cái nơi mà mũi tên nó chỉ chúng ta đi đến cái đồi. Ok. Đây này cái đồi này. Ít. Đó. Nếu mà chúng ta gặp tai nạn thì xe chúng ta sẽ bị hư dần nha. Chúng ta vô đây. Ok. Bây giờ mình sẽ nhấn phím map để chúng ta thấy cái xe này không? Mình đang ở trên xe này đúng không? Mình sẽ nhảy sang xe kia. Ok. Đó, bây giờ chúng ta nhảy sang cái xe bự này. Chúng ta đi xe bự nha. Rồi, chúng ta đi nha. Chúng ta qua đây để chúng ta lấy hàng nè. Ok, phím C. Trong này nó có hướng dẫn hết này. Chúng ta nhấn phím A hoặc phím D hoặc là chúng ta nhấn chữ F để load hàng lên nè. Rồi ok. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chợ hàng. Khi mà chúng ta thực hiện xong thì nó sẽ cho chúng ta phần thưởng của chúng ta được qua màn. Rồi, đây là một chút cái gọi là phần game. Chúng ta có thể giải nập để chúng ta chơi cái game nái xe và chở đồ vượt địa hình. Đó. Rồi xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và có những cái giây phút chúng ta có thể trải nghiệm game. Rồi, xin chào các bạn.